Rồi chúng ta bắt đầu rồi các em. Thì trong chương trình định hướng chuyên khoa của nội á, thì em có một bài liên quan tới thận, đó là thuốc ức chế miễn dịch trong điều trị bệnh thận. Thì đồng nghĩa là khi đọc bài này á, thì chúng ta biết là gì? Chúng ta biết là một trong những nguyên nhân gây bệnh thận thì trong đó là do miễn dịch từ miễn gây nên. Thì chúng ta sẽ dùng cái thuốc ức chế miễn dịch để điều trị. À, nếu phát hiện sớm á, điều trị thì mình sẽ ngăn ngừa được suy thận, đặc biệt là đến giai đoạn cuối á. Và khi bệnh nhân nó bị suy thận rồi, đối với người trẻ đó thì chúng ta cần phải tìm hiểu xem cái nguyên nhân suy thận này có phải là do những nguyên nhân mà liên quan tới miễn dịch hay không. Ví dụ như là bệnh hệ thống, ví dụ bệnh thận ICA, vân vân. Thì chúng ta tác động sớm thì có thể là gì? Có thể là kéo lại chức năng thận bệnh nhân. Thì nội dung chương trình hôm nay thì chúng ta có 3 phần. Thứ nhất là kể tên các thuốc ức chế miễn dịch. Rồi thứ hai là nắm được chỉ định, chống chỉ định và liều dùng. Em lưu ý rất là kỹ liều dùng ha. Nhiều khi liều dùng thấp quá thì nó không đủ ức chế miễn dịch. Nếu liều cao quá thì tác dụng phụ rất là nhiều. Và đặc biệt là gì? Mấy em nắm được cái phần số 3. Số 3 là quan trọng nhất. Đó là cách sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong điều trị bệnh thận. Thì trong bài hội chứng tàn hư hôm trước anh có dạy mấy em rồi đó. Thì có đề cập đến corticoid trong điều trị ức chế miễn dịch mà liên quan tới hội chứng tàn hư nguyên phát á, thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số bệnh lý thận khác mà sử dụng ức chế miễn dịch ngoài corticoid thì chúng ta còn có những thuốc gì nữa. Thì mấy em đầu tiên là tìm hiểu về đáp ứng miễn dịch trong bệnh thận. Thì đây là những tác nhân gây bệnh thận, thì nó có cái gì? Nó có miễn dịch tế bào. Miễn dịch tế bào á, thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến vai trò của tế bào lympho T. Tế bào lympho T này nó sẽ tương tác với các kháng nguyên được trình diện của các tế bào nội mô, rồi tế bào giang mạch và các tế bào của biểu mô cầu thận. Tức là tế bào lympho T này nó phát hiện là gì? Các phát hiện các tế bào của cầu thận á, trên màng tế bào của các kháng nguyên, rồi sau nó sẽ tương tác. Và khi tương tác như vậy thì nó sẽ gây dính. Rồi sau đó là gì? Sau đó là các tế bào lympho T này nó sẽ giải phóng ra các cytokine. Bắt đầu xuất hiện một nhân vật tiếp theo, đó là các cytokine. Thì một hồi chúng ta sẽ tìm hiểu về cytokine nó có vai trò gì ha. Rồi cytokine thì nó có hấp dẫn các tế bào bạch cầu khác. Như vậy khi hấp dẫn như vậy thì các tế bào bạch cầu khác nó sẽ đến, nó tấn công, nó gây tổn thương cầu thận. Ví dụ như là gì? Ví dụ là các tế bào T đập tế bào gọi là TCD8 thì nó trực tiếp gây tổn thương cầu thận. Rồi tế bào lympho T hỗ trợ đó là TCD4 cùng cái đạp thực bào thì nó có vai trò quan trọng trong hoạt hóa tế bào lympho B. Rồi bên cạnh đó là gì? Bên cạnh đó là có sự xuất hiện của các yếu tố hòa tan, nó chiết xuất từ tế bào T, nó cũng có vai trò trong bệnh sinh, gây cầu tín hiệu trong viêm cầu thận tổn thương tối thiểu hoặc là viêm cầu thận ở nguyên phát. Như vậy là gì? Như vậy là tóm lại là gì? Tóm lại đầu tiên là vai trò của tế bào lympho T nha. Cái anh này là cái quan trọng nhất. Thì một hồi chúng ta sẽ nói về các thuốc ức chế miễn dịch, thì trong đó là gì? Có những thuốc nó tác động lên tế bào, thì những thuốc đó nó sẽ ức chế cái quá trình mà tế bào lympho T nó tác động lên các kháng nguyên của các tế bào cầu thận. Rồi tiếp theo là miễn dịch dịch thể. Rồi miễn dịch dịch thể thì đầu tiên sẽ đề cập đến các kháng nguyên ngoại sinh, tức là các kháng nguyên này không phải là kháng nguyên của cầu thận nha, tức là ở ngoài á, nhưng mà nó có cấu trúc tương tự như là kháng nguyên cầu thận, và các kháng thể tương ứng với các kháng nguyên này thì nó phản ứng chéo với kháng nguyên của cầu thận. Như vậy là sự xuất hiện một cái kháng nguyên lạ, nhưng mà kháng nguyên này nó có cấu trúc tương tự như kháng nguyên cầu thận. Rồi sau đó là gì? Sau đó các kháng thể nó sẽ được hình thành. Và khi được hình thành như vậy thì nó tác động lên các kháng nguyên cầu thận. Giống như là các kháng nguyên ngoại sinh này nó có vai trò trung gian vậy đó.
Rồi. Rồi các kháng nguyên ngoại sinh nó có vai trò gì nữa? Nó làm bộc lộ các kháng nguyên HLA lớp 2 của tế bào cầu thận và làm các kháng nguyên này trình diện với tế bào lympho T, gây ra đáp ứng miễn dịch. Rồi, các kháng nguyên ngoại sinh này nó cũng hoạt hóa tế bào lympho B và tổng hợp ra các tự kháng thể. Rồi sau đó là gì? Sau đó là kháng lại thận. Rồi các kháng nguyên ngoại sinh, nội sinh là màng nền cầu thận, dìm bàn chải của tế bào ống lượng gần, tế bào biểu mô cầu thận, tế bào nội mô mao mạch cầu thận và các kháng thể trong tuần hoàn nó sẽ tới để phản ứng với các kháng nguyên tại cầu thận hoặc là ống thận, nó gây ra đáp ứng miễn dịch và gây bệnh. Rồi một số yếu tố khác nó liên quan tới đáp ứng miễn dịch trong bệnh thận đó là bổ thể. Thì bổ thể nó sẽ lắng đọng ở cầu thận và trực tiếp gây tổn thương cầu thận. Giống như là cái tế bào CD8 vậy đó em. Rồi, các gốc oxy tự do nó phản ứng với các axit béo không bão hòa của màng tế bào, nó gây tổn thương màng tế bào. Rồi làm biến đổi quá trình vận chuyển ion qua màng và làm thay đổi tính thấm của màng tế bào cầu thận. Đó. Thì từ cơ chế này á, thì mấy em thấy là trong một số phác đồ điều trị đó mấy em liên quan tới bệnh cầu thận á, thì có một số thuốc nó có vai trò nó chống oxy hóa, nó liên quan tới giải quyết cái gốc oxy tự do này đây. Rồi liên quan tới bạch cầu đơn nhân và đại thực bào thì nó sẽ tác động nó gây tổn thương cầu thận thông qua giải phóng các cytokine. Mày biết là gì? Cytokine á, thì nó gây nó có nhiều vai trò, trong đó là gì? Trong đó nó kêu gọi những tế bào lympho khác để mà gây tổn thương cầu thận đó. Rồi các tế bào bạch cầu đơn nhân và đại thực bào thì nó còn sản xuất ra cái yếu tố quá ứng động và cái yếu tố tung giang gây viêm. Rồi nãy giờ chúng ta bàn đến vai trò của cytokine thì chúng ta sẽ nói rõ hơn ha. Thì cytokine bao gồm đó là interleukin 1 và yếu tố hoại tử khối u TNF thì nó gây tổn thương tế bào nội mô. Rồi interferon được tế bào lympho T bài tiết thì nó gây tổn thương tế bào nội mô bằng cách là nó làm bộc lộ các kháng nguyên HLA lớp 2 trên bề mặt tế bào nội mô. Sau đó thì nó sẽ các tế bào này nó sẽ hoạt hóa quá trình miễn dịch và nó gây ra đáp ứng miễn dịch. Như vậy tóm lại là gì? Tóm lại là vừa rồi giới thiệu cho mấy em về một số cái yếu tố miễn dịch nó gây tổn thương thận đó ha, bao gồm miễn dịch tế bào, miễn dịch dịch thể và những yếu tố khác, ví dụ như là bổ thể, gốc oxy tự do, bạch cầu đơn nhân và đại thực bào và cytokine. Thì khi mà mấy em tìm hiểu về các thuốc chế miễn dịch đó, thì mấy em coi cái thuốc chế miễn dịch này á, nó tác động lên khâu nào, tác động lên miễn dịch dịch thể hay miễn dịch tế bào hay là cả hai, tức là miễn dịch dịch thể và tế bào luôn, thì đồng nghĩa là những thuốc nào mà tác động lên cả hai, đó là miễn dịch dịch thể, miễn dịch tế bào, thì thuốc đó nó sẽ có vai trò tốt hơn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói về các loại ức chế miễn dịch. Đầu tiên sẽ đến đến vai trò của corticoid. Corticoid đó thì giới thiệu mấy em hai chế phẩm đó là Getmison và Methylgetmison. Thứ hai đó là gì? Các chất ức chế miễn dịch không phải corticoid. Ví dụ như là cyclophosphamide và azathioprine. Và thứ ba đó là các chất sinh học có tính ức chế miễn dịch anti cancinurin, đại diện đó là siloborin, rồi huyết thanh chấm tế bào lympho, các kháng thể đơn dòng và các thuốc ức chế miễn dịch khác. Thời gian gần đây thì đề cập đến vai trò của mycophenolate mofetil hay còn gọi là CellCept đó. Thuốc này nó có vai trò rất là tốt trong thời gian gần đây. Thì trong quá trình mà hướng dẫn anh có anh nói thêm về cái thuốc này. Rồi đầu tiên sẽ nói về corticoid. Thì có đầu tiên là Getmison. Getmison thì chúng ta học trong bài hội chứng tàn hư rồi đó, nó có viên 5 mg. Còn mà Methylgetmison thì nó có các chế phẩm đó là Meron 16 mg hoặc là Medesa 16 mg. Đó là loại uống ha, loại tiêm. Loại tiêm thì mình có là Solumeron loại 20 mg, 40 mg và 80 mg. Mình có loại truyền đó là Methylgetmison lọ 500 mg hoặc là 1000 mg ha. Rồi mấy em lưu ý về cách mã hóa. Ví dụ trong trường hợp mà chúng ta tính cái liệu chuẩn của Getmison
hoặc là methylprednisolone, nhưng mà chúng ta không có thì chúng ta sẽ mã hóa bằng những cái nhóm khác thuộc corticoid. Ví dụ như đối với prednisone 5 mg thì nó sẽ tương ứng với methylprednisolone là 4 mg, nó tương ứng với 0,74 mg dexamethasone và nó tương ứng với 20 mg hydrocortisone. Rồi chúng ta sẽ nói về cái cơ chế của corticoid trong việc ức chế miễn dịch. Rồi cơ chế đó là ngăn chặn tổng hợp cytokine đó. Như vậy là gì? Như vậy là chúng ta thấy là vai trò của cytokine cực kỳ quan trọng trong đáp ứng miễn dịch tế bào đó. Thì nó như vậy là khi mà ngăn chặn tổng hợp cytokine như vậy đó thì nó có vai trò là gì? Có vai trò là không cho cytokine cung cấp các thông tin cho tế bào T hạt hóa đó, cho nên là khi tế bào T đến nhưng mà không thấy những cái hoạt hóa từ các tế bào ở cầu thận, cho nên là tế bào lympho T này nó không gây tổn thương được. Rồi vai trò nữa là tác dụng ức chế miễn dịch không đặc hiệu, tức nghĩa là sao? Có nghĩa là nó tái phân bố tế bào lympho, rồi ức chế sự di chuyển của các monocyte tới vị trí viêm, rồi số lượng bạch cầu ở máu ngoại vi có thể tăng vài lần khi sử dụng liều cao corticoid. Thì điều này mấy em cần phải lưu ý ha, đặc biệt là mấy em không biết là đi lâm sàng có từng gặp chưa đó, là một số bệnh nhân bị hội chứng thận hư, bệnh nhân sử dụng corticoid liều cao, tức là liều từ 1 mg bạc ký trên ngày á, rồi sau đó là gì? Bệnh nhân tái khám, bệnh nhân thấy mình xét nghiệm cái công thức máu bệnh nhân thì bạch cầu máu tăng cao, có thể là thậm chí mình thấy nó tăng lên 15.000 hoặc 20.000 luôn. Thì nguyên tắc là khi mà mấy em thấy là gì, khi mà sử dụng ức chế miễn dịch đó nha, mà bạch cầu tăng cao như vậy thì công việc đầu tiên là mấy em phải coi cái bệnh nhân có nhiễm trùng hay không nha. Khi nào bệnh nhân á, mình phải đánh giá hết tất cả các marker nhiễm trùng có hay không. Nếu mà các marker nhiễm trùng mà không có đó, hoặc lâm sàng không thấy, thì khả năng đây là tăng bạch cầu phản ứng. Rất là nhiều em đi lâm sàng rất là lúng túng chỗ này ha. Rồi sau đó là gì? Sau đó đánh kháng sinh quá trời luôn. Nhiều khi là gì? Nhiều khi thấy lâm sàng không có nhiễm trùng gì hết, rồi xét nghiệm các marker nhiễm trùng cũng đang tăng cao, nhưng mà thấy bạch cầu tăng cao quá sợ đánh kháng sinh cho bệnh nhân. Điều này thì hơi hơi quá ức cho bệnh nhân chút ha. Rồi đây là một số tác dụng không mong muốn. Và mấy em lưu ý là gì? Mấy em thực sự thì nó rất là nhiều, mấy em rất là nhiều về tác dụng phụ. Trong đó anh giới thiệu mấy em 15 tác dụng phụ để mấy em tư vấn bệnh nhân á. Khi mà mấy em cho bệnh nhân corticoid để điều trị hội chứng thận hư á, liều cao á, hoặc là những bệnh thận khác á, phải tư vấn bệnh nhân. Nhiều khi bệnh nhân lo lắng, bệnh nhân ví dụ như khi bệnh nhân sử dụng corticoid liều cao á, bệnh nhân bị loét đường tiêu hóa đi đó. Ví dụ bệnh nhân đau thượng vị ha, bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, bệnh nhân rất là sợ, bệnh nhân ngại, bệnh nhân không uống nữa chẳng hạn, thì mình tư vấn cho bệnh nhân. Và nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là khi sử dụng corticoid liều cao mà bệnh nhân có những tác dụng phụ này á, thì một số tác dụng phụ chúng ta ngưng ngưng dần thuốc và ngưng luôn. Một số tác dụng chúng ta tư vấn bệnh nhân có thể điều trị tiếp tục đó. Ví dụ như là uống corticoid vô bệnh nhân sẽ bị ăn nhiều béo phì thôi thì phải chấp nhận thôi ha. Rồi hoặc bệnh nhân nhiều mụn trứng cá đó, bệnh nhân khai là bác sĩ cho muốn thuốc gì mà mụn trứng cá nó mọc đầy hết trơn đó, mình tư vấn bệnh nhân đó. Rồi một số tác dụng khác phải lưu ý đó là gì? Loét đường tiêu hóa là phải giảm dần và ngưng đó, rối loạn tâm thần cũng giảm dần và ngưng. Rồi đục thủy tinh thể là mình tiếp tục, và sau đó mình kết hợp với điều trị ha, kết hợp với bác sĩ chuyên khoa về mắt. Loãng xương thì chúng ta sẽ phải chịu thôi, và chúng ta sẽ kết hợp với chuyên khoa cơ xương khớp để điều trị cho bệnh nhân. Rồi thì đây là giới thiệu 15 tác dụng phụ ha, mấy em lưu ý, mấy em nhớ để mà tư vấn cho bệnh nhân ha. Rồi chống chỉ định của corticoid là gì? Đó là bệnh nhân đang nhiễm khuẩn nặng này, trừ sốc nhiễm khuẩn và la màng não thì chúng ta có thể sử dụng. Rồi đã biết quá mẫn với corticoid, nhiễm trùng da do virus nấm hoặc là lao, đang dùng vaccine virus sống. Điều này muốn nói lên cái gì? Nó lên là trước khi mà mấy em sử dụng corticoid liều cao cho bệnh nhân á, thì phải coi bệnh nhân có những trường hợp này hay không, và đánh giá ha. Đánh giá bệnh nhân có đang nhiễm trùng hay không, bệnh nhân có đang nhiễm virus gì hay không. Đây là một số loại corticoid truyền ha, methylprednisolone loại truyền á. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nói về các chất ức chế miễn dịch không phải corticoid.
ví dụ như là arathioxin, silophosphamide. Rồi chúng ta sẽ nói đầu tiên về azathioprine. Azathioprine ức chế tăng sinh tiền tỷ bào ở tủy xương, dẫn tới giảm số lượng monocyte trong tuần hoàn, giảm khả năng monocyte chuyển thành thực bào, rồi đáp ứng miễn dịch ban đầu, tác dụng phòng khởi phát thải ghép cấp. Như vậy chúng ta biết đây là thuốc ức chế miễn dịch tế bào. Rồi tác dụng phụ không mong muốn của azathioprine đó là tác dụng lên máu. Tác dụng lên máu thì nó sẽ làm giảm tế bào máu đấy em, tế bào bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu ha. Trong đó chúng ta sẽ lưu ý về tế bào bạch cầu ha. Rồi tác dụng trên máu á, khi mà chúng ta sử dụng cái liều lớn hơn hoặc bằng 2 mg bạc khí trong lượng cơ thể. Rồi nó gây ra viêm gan và viêm đường mật. Rồi một số trường hợp viêm tụy cũng xảy ra. Rồi chấm chỉ định là người viêm khớp dạng thấp đang điều trị với các thuốc ankylosing hóa khác, ví dụ như silophosphamide, lorambucin hoặc là mefaland. Rồi không được dùng những khi mà đang sử dụng những thuốc này thì không được dùng chung với cái azathioprine ha, vì nguy cơ sinh ung thư và nhiễm khuẩn rất là cao. Rồi tiếp theo đó là silophosphamide. Thì silophosphamide đó là loại thuốc có tác nhân ankylosing hóa chống ung thư, bên cạnh đó thì nó cũng có tác dụng là ức chế miễn dịch. Thì silophosphamide này nó có tác các dạng như dạng bột pha tiêm rồi rồi viên nén, tức là có đường tiêm và đường uống. Rồi cơ chế tác dụng của silophosphamide, hình như là trong bài hội chứng tầng thường mấy em cũng có đề cập đến cái nhóm thuốc này ha. Ví dụ như trong hợp hội chứng thận hư á, nếu mà bệnh nhân không có điều kiện sinh thiết thận á, ban đầu mình sẽ tiếp cận bằng corticoid nha. Nếu mà corticoid mà thất bại thì tiếp theo là chúng ta sử dụng cái nhóm thuốc này nè, rồi chúng ta điều trị cho bệnh nhân á. Cho nên mình tìm hiểu kỹ một chút. Thì silophosphamide là một tác nhân ankylosing hóa kiềm tế bào trong gan và trong các mô khác, thì silophosphamide sẽ biến đổi sinh học thành các sản phẩm chuyển hóa ion AC ridinium và có hoạt tính ankylosing hóa. Và nhờ hoạt tính ankylosing hóa như vậy thì nó sẽ ankylosing hóa DNA và nó sẽ ngăn chặn sự sao chép và phiên mã DNA, đặc biệt là tác thì như vậy là gì, như vậy là qua cơ chế này thì chúng ta biết đây là thuốc có tác dụng là ức chế miễn dịch tế bào. Rồi silophosphamide ức chế sự phân chia của tất cả các tế bào đang tăng sinh, và vì vậy thì nó gây ra những tác dụng không mong muốn trên nhiều cơ quan và mô. Rồi có thể sử dụng kết hợp silophosphamide với xạ trị và các thuốc hóa trị để chống ung thư. Rồi như vậy thuốc này vừa điều trị ung thư và điều trị ức chế miễn dịch ha. Rồi tác dụng phụ không mong muốn là ức chế tủy xương, tại vì cơ chế tác dụng là thuốc này nó xâm nhập vào tủy xương, ức chế sự phân chia tế bào đó. Cho nên là gì, cho nên là khi sử dụng thuốc này á, thì phải lưu ý cái gì, là phải bệnh nhân tái khám để kiểm tra bạch cầu và tiểu cầu một tuần một lần. Rồi phải thường xuyên kiểm tra cặn lắng nước tiểu nha, tại vì nó gây viêm bàng quang xuất huyết đó mà, nó gây viêm bàng quang, nhiều khi bệnh nhân tiểu máu đó, nguy cơ ung thư bàng quang nữa. Cho nên sử dụng thuốc này phải kiểm tra nước tiểu thường xuyên và kiểm tra chức năng gan và thận. Rồi chấm chỉ định là người có tiền sử quá mẫn với thuốc, viêm bàng quang xuất huyết, rồi giảm tiểu cầu và giảm bạch cầu, nhiễm khuẩn cấp, bất sản tủy xương, nhiễm độc đường niệu cấp do hóa trị hoặc là phóng xạ trị liệu. Rồi chúng ta sang một nhóm nữa, đó là các chất sinh học có tính ức chế miễn dịch anti cancinurin. Ở đây điển hình mình có cyclosporine. Cyclosporine thì thị trường mình có ví dụ như là Neulgan ha. Neulgan là đường uống. Rồi mình có loại tiêm. Rồi. Này, cái này giới thiệu về về sản phẩm em ha, thuốc có dạng uống là viên nang nè. Cái loại của nó 25 mg hoặc 50 mg hoặc là 100 mg thì được hết. Rồi dung dịch tiêm trừ tĩnh mạch thì nó có 50 mg trên 1 ml.
Silobrin là một sản phẩm chuyển hóa của nấm có tác dụng giảm miễn dịch mạnh. Và lưu ý là gì? Lưu ý là trong các thuốc chế miễn dịch đó thì Silobrin nó gây tổn thương nha, mô thận, mô kẽ của thận đó, cho nên là gì? Cho nên là có nguy cơ độc hại với thận, tức là nó gây suy thận mấy em. Tức là mục đích của mình đó là ức chế miễn dịch để bảo vệ thận. Trong đó thì thuốc này thì nó có nguy cơ gây suy thận. Cho nên là gì? Cho nên thì trong quá trình điều trị á, đối với thuốc này lưu ý kỹ là phải kiểm tra chức năng thận. Nếu mà chức năng thận nó có bị suy giảm là phải ngưng, không có xài nữa ha. Rồi, cơ chế tác dụng. Nó tạo thành phức hợp với protein receptor trong bào tương của tế bào. Như vậy là thuốc này khi mà sử dụng á, nó sẽ đến các tế bào, nó đi vào bào tương và nó kết hợp với cái protein receptor và nó tạo thành phức hợp, đó là cái sinophilin. Và cái phức hợp này á, nó sẽ gắn với cái canxinurin và nó làm ức chế hoạt động của canxinurin. Như vậy canxinurin có vai trò gì mà nó phức chế nó? Vì canxinurin nó có chức năng hoạt hóa cái phosphatase, nó là enzyme phân giải lipid của protein, điều hòa hoạt động của nhân như là ở tế bào T hoạt hóa. Cho nên là gì? Cho nên làm bất hoạt các gen có chức năng hoạt hóa các tế bào lympho T. Như vậy là thuốc này nó có vai trò ức chế miễn dịch tế bào. Rồi. Rồi silobrin cũng có tác dụng tới sự hình thành yếu tố chuyển dạng beta và ức chế interleukin 2 và tế bào độc tế bào. Rồi tác dụng không mong muốn, nó gây nhiễm độc thận ha, nãy có đề cập rồi. Rồi làm giảm dòng máu và mức lọc cầu thận. Rồi tác dụng phụ trực tiếp của thuốc là xơ hóa kẽ thận mãn tính, bệnh vi mạch cấp tính, cho nên gây tổn thương thận đó. Rồi một số cái trường hợp mà nhiễm độc khác ngoài thận mình cần phải lưu ý xét nghiệm kiểm tra khi mà sử dụng thuốc này, đó là gì? Nhiễm độc gan. Rồi tăng bilirubin trong máu, vì đại lợi nó, vì đại lợi nó gây biến dạng cái hàm cái gan, cái miệng bệnh nhân đó mấy em. Một số bệnh nhân mà sử dụng cái silurin, đặc biệt là nữ sử dụng cái này một thời gian sau, cái núm răng bệnh nhân nó dày lên, nó thay đổi khẩu hình miệng của bệnh nhân. Rồi nó tăng lipid máu, rối loạn dung nạp gluco, đau đầu, đau xương, dễ nhiễm khuẩn và nó tăng axit uric máu. Như vậy mấy em thấy là gì? Mấy em thấy là chỉ bảo vệ thận thôi mà nó gây ra những tác dụng phụ rất là dữ dội kinh khủng ha. Cho nên là gì? Cho nên là khi điều trị thì cũng phải tư vấn kỹ bệnh nhân, và đặc biệt thuốc này rất là mắc ha. Một liệu trình điều trị ức chế miễn dịch đối với thuốc này cũng tốn khoảng vài chục triệu ha, chứ không phải ít. Rồi chống chỉ định quá mẫn với silobrin hoặc bất cứ thành phần nào. Rồi mắc bệnh viêm khớp dạng thấp và người mắc bệnh vẩy nến có chức năng thận không bình thường, rồi tan huyết không kiểm soát và các bệnh ác tính. Và đặc biệt lưu ý là khi mà trước khi sử dụng thuốc này thì mấy em phải kiểm tra kỹ chức năng thận bệnh nhân ha, nếu có suy thì chúng ta không sử dụng thuốc này. Rồi tiếp theo giới thiệu mấy em về thuốc rất là tốt trong thời gian gần đây, đó là thuộc về nhóm ức chế miễn dịch khác, đó là mycophenolate mofetil, rồi còn gọi là MMF á, CellCept đó. Đây là thuốc ức chế miễn dịch rất là mạnh nha mấy em, nó chọn lọc và hồi phục của các men cơ bản của đường tổng hợp, các chất nền tảng purine như là inosin monophosphate, rồi hoạt tính ức chế miễn dịch nhờ là gì? Nhờ ức chế sinh sản tế bào lympho T và B đã hoạt hóa và nó giảm tổng hợp kháng thể luôn. Rồi ức chế leukocyte lactin, các phân tử bám, và cuối cùng là ức chế sinh sản tế bào cơ trơn của thành mạch. Như vậy là gì? Như vậy là thuốc này mình thấy là gì? Giữa ức chế miễn dịch tế bào và ức chế miễn dịch dịch thể luôn ha, cho nên thuốc này cũng rất là tốt. Rồi thuốc này có thể phối hợp với silobrin A và corticoid trong chống thải ghép, liều là 2 g trên ngày, và đặc biệt là thuốc này nó không gây độc thận và nó dung nạp rất là tốt. Như vậy trong trường hợp nếu mà chúng ta cần một thuốc chế miễn dịch mạnh mà chúng ta lo ngại về tổn thương thận hoặc là chức năng thận bị suy thì chúng ta xem xét có thể sử dụng thuốc này cho bệnh nhân. Và tác dụng phụ không mong muốn đó là tiêu chảy, giảm bạch cầu. Rồi như vậy là gì? Như vậy là vừa giới thiệu cho mấy em về một số nhóm thuốc chế miễn dịch, rồi giới thiệu về một số thông tin cơ bản về thuốc. Tại trong chương trình của chúng ta chỉ có một tiết thôi, vỏn vẹn 50 phút thôi, cho nên anh cũng không có nói nhiều. Chủ nếu
nói những cái cơ bản thôi. Đặc biệt là chúng ta sẽ nói về phần C, tức là cách thức sử dụng ức chế miễn dịch trong điều trị bệnh thận. Thì chủ là các phác đồ điều trị thôi ha. Các phác đồ điều trị thì anh tham khảo trong cái phác đồ điều trị bệnh thận tiết niệu của Bộ Y tế rồi của Cardigo ha, để cập nhật tổng hợp lại cho mấy em. Thì mấy em có thể tìm hiểu thêm ở một số cái tài liệu này. Rồi một số bệnh thận thường gặp mà anh giới thiệu với mấy em ở đây mà sử dụng ức chế miễn dịch đó, đó là ghép thận, rồi hội chứng thận hư nguyên phát, rồi bệnh thận IgA, rồi viêm thận lupus. Đầu tiên là ghép thận. Nó có phác đồ chống thải ghép và phác đồ dự phòng thải ghép. Thì mấy em thấy là gì? Mấy em thấy là phác đồ chống thải ghép hoặc là phác đồ dự phòng thải ghép, ba thuốc hay là bốn thuốc đều có corticoid hết. Nha, đều có corticoid. Ví dụ như phác đồ ba thuốc thì mình có cái gì? Mình có corticoid kết hợp với azathioprine hoặc là sirolimus, hoặc là corticoid sẽ phối hợp với MMF hoặc là tacrolimus. Đó thì mấy em sẽ chọn. Ví dụ corticoid là bắt buộc rồi nè. Thuốc thứ hai là mấy em chọn azathioprine hoặc là mycophenolate ha, MMF đó. Rồi thuốc thứ ba mấy em chọn đó là sirolimus và là tacrolimus. Rồi, phác đồ bốn thuốc. Thì mình có corticoid phối hợp với azathioprine hoặc là MMF hoặc là sirolimus hoặc là tacrolimus. Rồi phối hợp thêm một thuốc nữa đó là lobulin kháng lympho. Đó là bốn thuốc. Còn phác đồ dự phòng thải ghép tức là sao? Tức là sau khi bệnh nhân đã ghép rồi thì bệnh nhân phải uống thuốc này. Nghe, uống thuốc để dự phòng thải ghép đó, nghe, uống liên tục đó. Đó là corticoid kết hợp với azathioprine, sirolimus hoặc là sử dụng phác đồ là corticoid MMF, anti-CD25 hoặc là sirolimus, tức là chọn một trong hai. Rồi anh giới thiệu đầu tiên đó về cách thức sử dụng cái azathioprine. Rồi ghép thận á, thì liều ban đầu là 3 đến 5 mg bạc ký, dùng một lần trong ngày bắt đầu từ ngày ghép, và trong một trường hợp á, thì có thể là 1 đến 3 ngày trước khi ghép nữa có thể sử dụng luôn. Rồi azathioprine lúc đầu á, thường tiêm tĩnh mạch rồi sau đó dùng dạng viên sau khi mổ ghép thận, và tiêm tĩnh mạch chỉ dùng cho người bệnh không dung nạp với thuốc, và liều duy trì á, duy trì để mà dự phòng thải ghép á, đó là 1 đến 3 mg bạc ký trên ngày. Rồi sirolimus đối với dự phòng sự thải loại mảnh ghép á, thì liều uống bắt đầu đó là 10 đến 15 mg bạc ký uống một lần, bắt đầu 4 đến 12 giờ trước khi ghép. Rồi tiếp theo là 10 đến 15 mg bạc ký mỗi ngày trong 1 đến 2 tuần sau phẫu thuật. Rồi sau đó là giảm 5% mỗi tuần và duy trì, hay duy trì mỗi ngày đó là 2 đến 6 mg bạc ký mỗi ngày. Và khi phối hợp với corticoid mình xài liều thấp hơn. Rồi đó là điều trị về ghép thận. Bây giờ tiếp theo là hội chứng thận hư. Hội chứng thận hư nguyên phát thì giới thiệu mấy em đầu tiên là điều trị theo phác đồ khi mà chúng ta chưa có sinh thiết thận ha. Cái này giới thiệu lại thôi. Đầu tiên là corticoid đó. Là liều 1 đến 1,5 mg bạc ký 24 giờ, trung bình là 8 tuần và có thể kéo dài từ 12 đến 16 tuần. 16 tuần thường hay gặp trong thể viêm cầu thận màng tăng sinh. Rồi cái thể này cũng hay gặp lắm ha. Mấy ca mà hội chứng thận hư mà kém đáp ứng điều trị á, giới thiệu lên bệnh viện thống nhất để mà sinh thiết á, thường rơi vào cái thể viêm thận màng tăng sinh. Cho nên là từ những ca này á, là mình sẽ điều trị cọc tiếp tấn công là đến 16 tuần luôn. Rồi chú uống một lần lúc 8 giờ sáng sau khi ăn. Như vậy sau khi cái đợt tấn công rồi nha, từ 12 đến 16 tuần rồi, rồi sau đó là gì? Sau đó mình chuyển sang liều củng cố. Tuy nhiên để mà chuyển sang liều củng cố á, thì chúng ta sẽ giảm liều dần. Như vậy là sau khi kết thúc liều tấn công á, thì chúng ta sẽ giảm dần liều mỗi tuần là 10 mg. Ví dụ bệnh nhân 60 kg đi, bệnh nhân 60 kg, bệnh nhân sử dụng với cái liều là 1 mg bạc ký là 60 mg. 60 mg corticoid, ví dụ chúng ta sử dụng cái viên prednisone đi là 5 mg thì bệnh nhân sử dụng 12 viên.
12 viên, bệnh nhân 12 viên sử dụng liên tục mỗi ngày ha, trong vòng 12 đến 16 tuần. Rồi sau đó chuyển sang liều củng cố là liều 0,5 thì chúng ta giảm còn còn 6 viên. Tuy nhiên từ cái giai đoạn mà từ 12 viên chuyển sang 6 viên á, thì mình có cách giảm liều dần. Tức là đang sử dụng 12 viên rồi sau đó giảm dần còn 10 viên. Giảm dần còn 10 viên, đến tuần sau nữa thì giảm dần còn 8 viên. Đến tuần sau nữa giảm dần còn 6 viên. Nha, mình giảm dần như vậy đó thì bệnh nhân sẽ dễ chịu hơn. Rồi sau đó là gì? Sau đó chuyển sang liều củng cố, đó là 0,5 mg bạc ký, kéo dài từ 4 đến 6 tháng. Và sau khi kết thúc cái liều củng cố đó, thì mình sẽ giảm dần mỗi tuần 5 mg. Nha, như vậy từ tấn công chuyển sang củng cố là mỗi tuần giảm 10 mg. Rồi sau đó là từ củng cố chuyển sang duy trì thì mình sẽ giảm dần mỗi tuần 5 mg. Đó. Ví dụ như ở liều củng cố bệnh nhân đang xài 6 viên đi, bệnh nhân xài được 4 tháng đi. Rồi sau đó tiếp theo là tuần tiếp theo mình sẽ giảm dần còn 5 viên nha, giảm dần còn 5 viên. Rồi sau đó tuần tiếp theo là giảm dần còn 4 viên. Sau đó tuần tiếp theo giảm dần còn 3 viên, rồi sau đó giảm dần còn 2 viên. Đó. Như vậy đến khi mà giảm dần còn 2 viên tức là 10 mg, tức là 2 viên Getnison trên ngày đó thì mình sẽ cho uống cách ngày nha, ngày uống ngày không để mà kích thích cái tuyến thượng thận nó làm việc sau một thời gian nó ngủ yên. Đó, thì mình sẽ cho thêm từ 2 đến 4 tháng rồi sau đó ngừng. Như vậy là trước khi ngừng á, thì mình sẽ kích thích tuyến thượng thận bằng hóc môn hướng võ thượng thận, đó là ACTH nha. ACTH tên của ACTH đó là Sinacten đó, cắm của nó là 1 ml, chứa 1 mg ACTH. Thì mình sẽ tiêm ha, mình sẽ tiêm bắp trong 2 ngày, tức là ngày tiêm rồi sau đó ngừng, sau đó tiêm nữa để mình kích thích tuyến thượng thận nó sẽ bài tiết corticoid. Rồi. Rồi tiếp theo trong trường hợp nếu mà hội chứng thận hư mình đã điều trị bằng corticoid rồi mà đề kháng corticoid thì mình có những phác đồ sau đây là phác đồ thay thế ha. Thứ nhất là mình sử dụng cyclophosphamide, giống như nói nãy đó ha. Khi mà trong điều trị hội chứng thận hư mà thất bại với corticoid thì thuốc tiếp theo mình nên nghĩ đến đó là cyclophosphamide. Cyclophosphamide á, dùng cái liều là 2 đến 2,5 mg bạc ký, tấn công 4 đến 8 tuần. Rồi khi mà Rho-tiniu âm tín thì mình duy trì 50 mg mỗi ngày trong thời gian từ 4 đến 8 tuần. Thì giống như nói là thuốc này nó gây độc tế bào cho nên là gì? Cho nên là phải lưu ý kiểm tra số lượng bạch cầu. Nếu mà dưới 4.500 thì chúng ta ngừng ha. Rồi lưu ý là thuốc này nó còn gây viêm bàng quang xuất huyết nữa. Nếu mà thuốc này á mà nước tiểu ít quá, cô đặc quá thì nồng độ thuốc nó sẽ cao và nó gây viêm bàng quang, cho nên là uống thuốc này phải uống thật là nhiều nước. Và phải khuyên bệnh nhân là khi mắc tiểu là phải tiểu liền ha, không được có nhịn tiểu, nó dễ dễ gây viêm bàng quang lắm nha. Rồi. Có thể lựa chọn cái gì? Có thể lựa chọn cái azathioprine liều 1 đến 2 mg bạc ký. Rồi, có thể lựa chọn cái gì nữa? Khi mà cyclophosphamide thất bại ha, tức là khi mà corticoid thất bại thì mình có thể lựa chọn là cyclophosphamide hoặc là azathioprine, một trong hai. Rồi sau đó là khi thất bại cyclophosphamide hoặc azathioprine thì mình sẽ lựa chọn một trong hai, đó là cyclophosphamide A hoặc là mycophenolate mofetil. Thì giá của cyclophosphamide A và mycophenolate thì cũng tương đương thôi. Tuy nhiên là gì? Tuy nhiên mycophenolate mofetil thì nó ít gây độc thận hơn. Nó dung nạp tốt hơn, cho nên về thực hành lâm sàng á, thì anh ưu tiên sử dụng cái mycophenolate mofetil hơn so với cái cyclophosphamide. Đặc biệt là khi sử dụng cyclophosphamide A kéo dài, bệnh nhân sẽ bị thay đổi khẩu hình miệng ha, thay đổi về kiểu hình bệnh nhân á, nhiều khi bệnh nhân rất là ngại, cho nên mình tư vấn xem bệnh nhân xài cái mycophenolate được hay không. Tuy nhiên nếu bệnh nhân chấp nhận sử dụng cyclophosphamide A thì chúng ta cũng phải xem xét điều trị ha. Liều sử dụng ban đầu là 3 đến 5 mg bạc ký, chia làm 2 lần, trong thời gian là 6 đến 12 tháng. Rồi lưu ý là gì? Lưu ý là điều trị mình sẽ đánh giá về đạm niệu ha, kiểm tra đạm niệu và chức năng thận. Nếu mà 3 tháng mình sử dụng cái Silodina rồi mà thấy không hiệu quả thì nên ngưng. Hoặc là trong quá trình điều trị thấy là thận có suy lên thì chúng ta cũng phải ngưng. Rồi, mycophenolate cái viên là 250 mg hoặc 500 mg. Hoặc là mycophenolate acid cái viên 180 mg, 360 và 720 thì liều dùng là 1 đến 2 gram trên ngày. Uống chia làm 2 lần mỗi ngày ở trong 6 đến 12 tháng. Đó là hội chứng thận hư nha.
Hội chứng tàn hư tiếp cận từ corticoid không hiệu quả cho đến là thuốc gì giới thiệu cho mấy em ha. Rồi tiếp theo là bệnh thận ICA. À, bệnh thận ICA thì bệnh này mới biết rồi đấy ha, mình xét nghiệm ICA trong máu tăng cao hoặc làm sinh thiết mình thấy là có sự lắng động cái kháng thể ICA ở cầu thận á, thì mình điều trị ức chế miễn dịch khi nào? À, khi đạm niệu 24 giờ trên 1 gram và mình điều trị hỗ trợ ít nhất 3 tháng không cải thiện thì mình nên điều trị ức chế miễn dịch. Thì mình chọn một trong hai phác đồ sau đây, đó là đơn trị corticoid 6 tháng. À, đó là liều là prednisone 1 mg bạc khí trên ngày trong 2 tháng rồi sau đó giảm liều dần trong 4 tháng nữa, tổng cộng là 6 tháng. Rồi hoặc là chúng ta sử dụng cái mycophenolate mofetil 500 mg nhân 2 lần. Đó, rồi sau đó là gì? Đánh giá và điều chỉnh liều là 1000 mg nhân 2 lần. Và điều trị trong 4 đến 6 tháng. Rồi viêm thận lupus. Thì viêm thận lupus á, là chỉ định điều trị khi gồ tiết niệu kéo dài trên 3,5 gram trên ngày. Rồi một số trường hợp á, thì có thể xem xét điều trị viêm thận lupus khi gồ tiết niệu 24 giờ trên 1 gram. Rồi có một số phác đồ như sau, tức là sử dụng prednisone với cái liều 1 đến 1,5 mg bạc ký trên ngày. Rồi hoặc là gì, hoặc là và là cách nhập ha, cách nhập là khoảng 1,5 đến 2 tháng. Nhưng mà thường á, về kinh nghiệm điều trị á, chúng ta hạn chế sử dụng cái liều cao mà cách nhập. Nói cái liều cao cách nhập bệnh nhân khó đáp ứng lắm, bệnh nhân hay quên thuốc lắm. Nha, cho nên mấy em lưu ý là cho bệnh nhân sử dụng cái liều 1 mg bạc ký hàng ngày luôn. Rồi sau đó giảm liều dần. Rồi giảm liều dần thì cũng giống như là trong hội chứng tàn hư đã giới thiệu với em vậy đó. Rồi hoặc là viêm thận lupus mình có thể sử dụng cyclophosphamide với cái liều 2,5 đến 3 mg bạc ký. Nhưng mà lưu ý là gì, để mà ngăn chặn tác dụng phụ độc lên tế bào thì cái liều không quá 4 mg bạc ký trên 24 giờ ha. Rồi mình sẽ tấn công trong vòng 1,5 đến 2 tháng rồi sau đó giảm liều dần. Và liều duy trì của mình là 50 gram mỗi ngày và thời gian điều trị không nên quá 1 năm. Rồi tiếp theo là nếu mà không đáp ứng có thể sử dụng azathioprine, đó là Imurel tên thị trường đó đó, uống với liều 2,5 đến 3 mg bạc ký một 24 giờ, tấn công từ 1,5 đến 2 tháng, nói chung là trung bình là 2 tháng, thường đa số là vậy. Rồi sau đó là giảm liều bằng phân nửa liều tấn công và cũng duy trì cái liều là 50 mg mỗi 24 giờ trong 1 năm. Rồi mạnh hơn nữa thì mình có Silovarin A với liều 3 đến 4 mg bạc ký và sử dụng trung bình từ 1,5 đến 3 tháng. Và có thể phối hợp với corticoid liều thấp nha. À, corticoid liều thấp được gọi là gì? Corticoid liều thấp được gọi là cái liều 20 mg mỗi 24 giờ. Rồi, viêm thận lupus cũng có thể điều trị bằng mycophenolate. À, đây là một cái vũ khí mà trong trường hợp bệnh nhân đã điều trị corticoid thất bại hoặc là sử dụng những chế miễn dịch khác, bệnh nhân bị tác dụng phụ rất là nhiều, thì mình cũng nên xem xét điều trị bằng thuốc này cho bệnh nhân. Rồi liều dùng là 2 đến 3 gram mỗi 24 giờ rồi kéo dài đến 12 tháng. Nếu bệnh nhân nhỏ hơn 50 kg thì sử dụng cái liều 1,5 gram trên ngày thôi. Như mình thấy là gì, mình thấy là cái liều mà mycophenolate ở bệnh nhân lupus là liều cao hơn nhé, so với hội chứng thận hư nguyên phát. Rồi và phác đồ thứ sáu là gì, có thể phối hợp corticoid với các thuốc chế miễn dịch khác với liều trung bình, thường bằng nửa liều tấn công thôi đó. Như vậy là khi corticoid mà phối hợp với chế miễn dịch khác thì mình sử dụng phân nửa liều tấn công trở xuống chứ không được nhiều hơn nha. Rồi một số cái trong bệnh thận lupus đó có một cái đợt là đợt cấp tiến triển đó em, lúc này là chức năng thận suy giảm rất là nhiều và lúc này là gì, chúng ta sẽ truyền liều cao methylprednisolone nha, truyền liều cao methylprednisolone trong 3 ngày, trong 3 ngày liên tục, rồi sau đó là chúng ta chuyển sang liều uống đây. À, cái chai methylprednisolone nó có hàm lượng là 500 đến 1000 đó em. Tuy nhiên là gì, tuy nhiên là thường đối với người Việt Nam của mình sử dụng cái liều cái chai 500 thôi. Chai 500 này mình sẽ pha loãng vào dung dịch gluco 5%. Nếu không có gluco 5% thì mình có dung dịch natri clorua 9 phần ngàn. Nó mình truyền trong tĩnh mạch là 60 phút. Đợt sóng 3 27 nhân 6 là làm sao? Tức là 3 ngày đầu sử dụng methylprednisolone truyền
trong tháng đó đó, rồi sau đó là 27 ngày sau á, trong tháng đó mình sử dụng đường uống đó, rồi sau đó tháng tiếp theo cũng là 3 ngày đầu tiên truyền, rồi sau đó 27 ngày sau uống, và mình duy trì như vậy trong vòng 6 tháng á. Nghe như vậy 3 cộng 27 nhân 6 là vậy đó. Về thực tế lâm sàng ha, thực tế lâm sàng viêm thận lupus với ứng dụng đó rất là đáp ứng kém với corticoid nha mấy em. Nếu bệnh nhân mà bị viêm thận như lupus, mình sử dụng corticoid đơn trị rất là kém hiệu quả. Cho nên thường phác đồ mà ưu tiên hàng đầu ha, hiện nay đó là gì? Đó là mycophenolate kết hợp với corticoid. Nha, đây là phác đồ mà lựa chọn đầu tiên, hoặc là gì? Hoặc là sulfosamide. Hoặc là gì? Hoặc sử dụng cái chất ức chế canxinurin đó, silurin A đó kết hợp với corticoid là lựa chọn thay thế. Nếu bệnh nhân không chấp nhận cái phác đồ mycophenolate kết hợp với corticoid, và lưu ý là hạn chế sử dụng glucocorticoid đơn trị. Rồi, đây một số tài liệu tham khảo ha. Rồi, như vậy là chương trình của chúng ta nó là kết thúc ha. Chỉ có 1 tiếng thôi thì giới thiệu sơ qua cho mấy em nắm. Rồi. Em có thắc mắc gì không? Chắc ngủ gục hết trơn rồi quá, vì bài đâu phức tạp quá. Rồi mấy em không thắc mắc gì, mấy em nghỉ ha. Rồi chúc mấy em buổi tối vui vẻ Em cảm ơn thầy. ha.